lại là Digi House. Rider, vậy là mình đến lúc kết thúc rồi phải không? Phải do nước mắt chảy ngược vào trong. Và em cũng đã nói rõ chúng ta nên over. Và có lẽ sẽ khó để không còn nhớ, không còn nhớ. Oh baby girl let me know. Để lại đông đô nát trong biết giờ em nơi đâu. Chỉ mong như đồng hồ cát quay ngược về nơi bắt đầu. I will let you go. Và từng cơn bão lòng cứ khiến anh đau. Yeah. Nước mắt ở trên này cứ rơi buồn một chút thôi. Để người khác bên em sau này là nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Tháng ngày sau này lỡ gặp nhau lại. Oh my baby, just leave me alone. Chúng ta đã hết cơ hội, em bước trên con đường mới. Còn anh ở trong buồng tối gắt gà nước mắt khoe môi gừng cười. Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau. Đâu phải bước đi qua niềm đau thì mới thấy được phép nhiệm màu. Anh vẫn cứ tin điều thần kỳ sẽ tới. Nhưng có lẽ định mệnh muốn hai ta phải chia hai lối. Chẳng thể chỉ là trùng hợp vẫn đang kéo đến từng đợt. Anh luôn hy vọng rằng qua ngày mai cả hai sẽ tìm được khoảng trời mới. No matter gì này cứ rơi buồn một chút thôi. Để người khác bên em sau này là nỗi đau như giày vò trái tim. Anh chẳng thể tin ta đã mất nhau như vậy. Continue your life, đứa trai. Mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa. Sau này lỡ gặp nhau lại. Oh my baby, just leave me alone. Rider. Vì anh đã chọn vì mình thế thôi. Chẳng thể nào đổi thay. Anh quên thời gian, chẳng thể nào quên đi được. Digi House, mama morning team. Hôm gọi anh là cậu ấm dầm bơi trong đình đa tài. Gặp phải con em chance, falling your ride. Đồng hồ như tắc nghẽn, không gian như bị ngưng lại. Bạn bè em chậm im, và giờ anh lặng im. Thật sự anh vẫn tin, dù đình mệnh anh sẽ đến. Hoặc như ice cream, chuyện mình như là phim. Và chắc chắn anh không muốn chuyện tình này phải kết thúc. Sẽ tình vào rồi bỏ đã ghi hình cho đi trong mắt không thể bỏ lỡ. Em tỏa sáng hết nơi đây không cần phải 24k. Yeah, yeah, alright. Baby chuẩn bị gì vào tối nay. Oh baby girl, ha. 1, 2, 3. Lời huyền dâm lòng anh cũng mát. Yeah, yeah, yeah. Anh là con ông và em là chén. Yeah, yeah, yeah. Baby cứ tỏa sáng hết cứ phải tạo nét. Vì lời huyền dâm lòng anh cũng mát. Có phải là cổ chén không ấy nhờ? Đúng rồi anh ơi. Wow. Làm tiền Innova đi anh ơi. Anh chơi rap, còn em là diva. Anh muốn nghe em hát, còn anh nghe guitar. Anh là Picasso, em Mona Lisa. Anh like trap, thi thoại cabina. Chỉ cái tay mình nạp cho vì anh thật tìm mana. Lên phố mua cho em cái Daisy Aga. Như thầy anh không thích có tích và drama. Anh chỉ có một hoa là em ở đó thì ba hoa. Có ông cổ chén tới chơi nơi lý xa ra. Mà em chớp chớp chơi cái phong khi anh xa ra. Mama, 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 mama,
matter what you got. Cố gắng nâng điều cùng cô trên lắm chiều. Phải mất bao nhiêu hoặc bay out of view. Baby I treat you right. Em chào anh con tim anh trả lại một cuộc đời. Em là thiên đường nơi mà anh luôn muốn tới. Không ai ngoài anh được xứng đáng hơn đâu. Vì anh là người duy nhất ở lại khi em thức sáng hôm sau. You lost and found me baby. Lời cần dâng lòng anh không men. Yeah yeah yeah. Team baby. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Lila DJ House Rider. Anh nghĩ anh chẳng tỏa ra được đâu, nhưng vẫn cố bước tiếp vì chuyện đã qua từ lâu. Dù vẫn biết tất cả cũng đều giống như màn cược, nhưng anh vẫn luôn tin rằng chắc chắn anh làm được. Có những lúc anh nghĩ anh chẳng tỏa ra được đâu, nhưng vẫn cố bước tiếp vì chuyện đã qua từ lâu. Mấy lòng tháng cũng lấy ký ức kia sẽ đôi, sẽ đôi. Và anh vẫn sẽ đứng rap như thế thôi, thế thôi. Ok, anh vẫn đang say on the mic và hàng đêm và cùng chẳng thể bật tâm đồng hồ mấy giờ. How đang được che hết cả sâu bên cạnh rider. Có nhiều người nơi khả năng anh không được đâu. Có nhiều demo và chỉ luôn mong được sâu. Anh tự học cách yêu lời hết những điểm đau. Cũng đang dần học cách yêu cả hater. Anh như tương lai vào trong hố đen. Do you phải go lên. Make your money play gold chain. Khi vượt phố đã lên đèn. Nếu mà cũng đã giờ rồi mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cảm xúc ai đã vơi. Có những lúc anh đốt ta nó không tay được đâu. Những cảm xúc như mất giờ nó trong đây vừa sau. Anh cứ bước như một kẻ bất cần. Anh cứ bước như một kẻ bất cần. G yeah. Và mẹ anh đã dặn là luôn phải sống thật đối với bản chất. Từ chưa hiểu những kẻ muốn cản chân. Rider on stage để sân khấu lớn cho đến mini show. Sao đã cho được mọi DJ và tất cả em DJ hào. Yeah, everyday chỉ có tập và hết. Get the paper là info ra. Anh như khói xe rất độc và khét. Dù là Mercedes hay là Innova. Pick it up, yeah. Hey, turn it up, yeah, yeah. Make it jump, ride the chain, không cần xăng, yeah. Nhiệt lượng lăn qua sổ khoa nóng, đi xe bóng đã bước đến mỗi ngày boom 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 boom. Không phải ride nhưng mà đây là hàng giống mở 500 pay rồi là boom boom boom. The money tip ở trên bảng tin, phòng thái bình tĩnh em cứ tư tư tư. Nhắc anh chuẩn bị release, em là team chi chít không biết chi 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 chi. Sir, anh không thích filler, bị OC anh là từ chối hiểu. Boy, anh như kid Leroy, lời công kích anh là từ chối hiểu. Money, anh get some more, bỏ ngoài tai tất cả lời khó hiểu. Sâu anh kín ở trong từ khó biểu. Baby anh không thể nào ở bên cạnh em được mãi. Và
giờ xin em hãy đừng kiếm ai làm phiền đến ai. I'm sorry girl. Và đừng mất thì thầm vào tay. Baby em không sai mà thật ra chúng ta đã sai. Anh chỉ biết nói là bây giờ hai ta phải dừng lại. Thật sự anh chẳng biết làm gì đừng không nữa baby. Anh lại phải đình cố lấy bút viết lời ra khuôn, đem lòng yêu thành phố vì ở đó có người ta thương. Số cặp xúc dày hố chỉ biết mình kể qua gương vì anh là một kẻ tha hương nên em quyết định rời xa luôn. Gắt đem lại thêm một cú lừa, cảm xúc của anh real nhưng em lại chưa đùa. Vốn dĩ ngay từ đầu bản phía anh đã thua. Oh baby liệu rằng chỉ một vài câu nói. Lời xin lỗi đôi lúc có ghét em giữa đôi trái tim của người mãi yêu. Tình yêu cho đi anh cũng chẳng quan tâm mình sẽ nhận lại được là bao nhiêu. Em trốn tranh và khóa mình, đi đến đây cũng là quá trình. Hành động anh tất cả chỉ là trả hình. Hai chúng ta đi đến hôm nay cũng đã quá mai. Em chẳng giữ với anh đâu yeah. Em chẳng giữ với anh đâu yeah. Sorry baby giờ anh không thể bên em được lâu. Và đến đây là đêm cuối ta gần nhau. Em chẳng giữ với anh đâu yeah. Em chẳng giữ với anh đâu yeah. Trong tình yêu này có lẽ phải chút may mắn là sao. Vì cảm thấy vốn thì chẳng cứu vãn được đâu. Em làm gì cả tối nay, liệu có uống say. Có nhớ anh baby all day and all night. Anh như rơi xuống đây như falling, 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 falling. Đang tăng ga trên phố đặt khói áo sau tình yêu tạo cho mình. Late night, gọi là bad vibe. Và anh vẫn luôn tự nhủ mình chẳng được phép sai. Để cố bước qua cánh cửa trước khi nó khép lại. Và chờ mong chúng ta thật lòng từ giờ cho đến mai. Cất dấu và để chơi trọn vẹn hoa minh vào thành phố. Vi vụ ở phía dưới ngọn đèn lãng thang trong thủ đô. Thoát khói bước được ghi chặt thẹp và có lẽ đến như vậy. Quan em hình như nói về chuyện của chúng ta ở sau này. Bởi vì sau này gặp sẽ chém mét, điều gì phải đến cũng sẽ đến. Chăm chỉ làm việc ngày đêm, vẫn phải cố gắng đi cày thêm. Kiếm cho cái vị dày lên, để một ngày cũng đến gần được em. Shortly, chỉ you got a dream. Có những lúc anh chỉ biết lặng im. Tìm anh để em tự lo lấy vợ. Anh vẫn chưa hiểu được em làm bằng cách nào. Shortly, chỉ you got a dream. Có những lúc anh chỉ biết lặng im. Anh chẳng sống với em đâu yeah. Bởi vì đàn lòng chẳng sống. Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Cái đập bay nổ kem, bắt đập binh, bắt đập bùm 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 bùm. Mấy viên đá đã chết tại gì? Lên xe tăng gai. Anh đi trách mắt vào từng vùng, kêu con biết đối với anh easy. Lao động xuyên đêm làm nhạc lyp. Ở đây là nhà dê bán nhạc chất, tạo nên sức nóng để họ duy trì. Anh bước đến phải xếp thành hàng, yes sir I got my swag. Rock that beat bây giờ sắm thành vàng, ngập tràn lan trên internet. Working hard and getting money phải khiến bản thân tốt hơn. Anh đã làm đi nguyên cả gang, anh không ai phát chạm. Đêm nay xa làng, easy anh qua màng. Nhà off top cả thang, hợp đồng này lại ra hàng. Cố gắng gì mà những lần này chẳng ra lề. Những bài thật flow, chỉ cả melody. Phép tên vài câu, nhạc hay cùng DJ. Nhà up thêm demo để nâng yeah. Giá trị. Đi nguyên team bất khả kháng. Hay là việc mất cả tháng. Để đi tìm đất bỏ sáng. Cái money ở trong tay, nhạc hay cũng xa xa. Cho nhạc rap kiếm tiền dành thoạt đáng. Anh đang vững như toàn tháp. Cái này để anh xa lắng. Cố đồng anh tên là rap on stage thả sáng. Anh như thích thời trang, không thích mất thời gian. Phong cách tết phải bàn, chắc sẽ là flex bằng nàng. Anh như thích thời trang, không thích mất thời gian. Phong cách tết phải bàn, chắc sẽ là flex bằng nàng. Xung quanh bao nhiêu ánh đèn, một mình em chỉ sân khấu này. Xung
màu xanh đen, đèn màu mà ảo như say men. Nhảy lên đây cùng những người anh em, anh rap đã bụng không phải còn cạo. Ý kiến ý cỏ thôi đừng ồn nào, anh mới nhiễm với mấy lời xì xào. Biết nghe lời đâu mà thì mời vào. Đeo chân tay là được chắc mê lệ, mỗi khi on mic của thằng Kim Billy. Nhà anh mà từ nông thôn vô đến tới city, từ rap Việt đến bấm non ABC. Cầm mic check yeah 1, 2, 3. Giờ là khán giả anh là superstar. Trên xe đầy sao lưng cái double lo. Mở cái playlist nhạc phát ra loa. Nhạc của anh không thị trường. Đây là hip hop không phải pop bình thường. Nhạc của anh là tình yêu của đường phố. Nhạc của anh là phải mặt trên ô tô. Yeah yeah. Đam mê bộ môn thể thao rap. Anh luôn tin được anh là hey. Yeah. Là toàn năng lực sẽ bao quát. Đây là ngôi sao vàng. Đứng lên team bất khả khá. Anh là việc mất gặp thà. Để đi tìm đất bao xa. Cái money ở trong tay. Nhạc anh cũng xa xa. Cho nhạc rap kiếm tiền rất thoát đáng. Anh đang vững như toàn tháp. Cái này để anh xa lá. Cô đồng minh tên là rap on stage thả sáng. Anh chơi nhạc sang, người phát sáng. Anh kiếm con trend và tạo trend. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.